Chào các bạn nhé, hôm nay ngày nghỉ của mình đây. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục đi quay xung quanh cái vùng nông thôn ở Nhật Bản cho mọi người cùng khám phá về cuộc sống vùng nông thôn nhé. Hiện tại bây giờ ở Nhật Bản cũng đang là mùa thu rồi, thời tiết cũng chuẩn bị lạnh rồi các bạn ạ. Đấy, mùa thu ở Nhật Bản thì thường có gì thì hôm nay thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem về khung cảnh mùa thu, đặc sản mùa thu ở Nhật Bản nhé. Đây cho mọi người xem này. Đây thì nói về mùa thu ở Nhật Bản thì chắc chắn là sẽ phải có hồng rồi. Hồng này thì nó gần giống với cái cây hồng ngâm ở Việt Nam mình. Thế nhưng mà khi mà quả nó chín ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải ngâm mà có thể là hái và ăn được luôn. Đây là mình đang đứng ở trên tầng 2 tòa nhà mình này. Nhà bác này rất là to này. Nhà bác này có cây hồng này thì thường thường là khoảng cuối tháng 10 thì mình thấy bác ấy sẽ thu hoạch. Đấy, và xung quanh đây có rất là nhiều nữa thì mình sẽ đi quay cho mọi người cùng theo dõi khám phá nhé. Hiện tại bây giờ thì khi mà chúng ta đi làm buổi sáng sớm ấy thì cũng tương đối là lạnh. Các bạn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, như bạn ở Nhật Bản ấy. Giờ mình sẽ lấy xe đạp và mình sẽ đi xung quanh đây một chút cho mọi người cùng theo dõi. Đấy, nói về mùa thu ở Nhật Bản thì thường nổi tiếng với những cây hồng và cây lá đỏ. Ở bên này thì mùa lá đỏ là bắt đầu từ khoảng tháng 10 và tháng 11. Những vùng nào mà thời tiết ấm ấy thì lá nó sẽ đỏ sớm. Gọi là lá đỏ nghĩa là lá nó chuyển thành màu vàng và màu đỏ ấy để chuẩn bị rụng ấy các bạn. Thì gọi là lá đỏ, và ở bên này thì còn có cả cây lá đỏ cơ. Cây lá đỏ gọi là cây Momiji. Và còn có một loài hoa cũng khá là đẹp vào khoảng tháng 10 và tháng 11 này. Đó chính là hoa Cosmos. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem một chút nhé. Thì khoảng tháng 10, tháng 11 là có cái hoa này. Ở gần chỗ nhà mình đang có một cánh đồng khá là rộng, trồng rất là nhiều cái hoa cosmos này. Thì hôm nào được nghỉ thì mình sẽ ra quay cho mọi người xem. Cái vườn nhà bác này có một chòm như vậy thôi. Hoa này có màu đỏ này, màu hồng và màu trắng này. Màu hồng pha trắng rất là đẹp nhá. Đấy, trước khi đi qua những cây hồng thì mình muốn quay cho mọi người xem về cây hạt rẻ này. Ở bên này thì mùa này cũng là mùa hạt rẻ rụng và cũng có rất nhiều bạn đi nhặt hạt rẻ. Còn người Nhật thì mình không biết là họ có nhặt hay không thì mình cũng không chưa có thấy. Còn thấy các bạn Việt Nam mình thì nhặt hạt rẻ rất là nhiều. Đây chính là những cái quả hạt rẻ này, khi mà các bạn tách ở bên trong ra nhé, tách cái vỏ ra thì ở bên trong cái sẽ có nhân, có khoảng 2 cho đến 3 cái hạt nhân ý. Chúng ta về chúng ta rang lên hoặc là hấp lên thì có thể là ăn được. Cây hạt rẻ này cũng rất là to này. Rồi ok, thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem cái cây hồng gọi là đặc sản mùa thu ở Nhật Bản nhé. Chỗ nhà mình đây thì ở gần bên phía cánh đồng ấy có hai cây hồng, có 2-3 cây rất là sai quả. Chỗ này là đường đi này, còn đây là cây hồng nhà bác này cũng có mấy cây này. Không biết là nhà bác có ăn cây hồng thì mình cũng không rõ, nhưng mà nhiều lúc thấy nó rụng rất là nhiều. Cây này rất là sai này, quả chi chít luôn. Ở bên này thì thật ra thì người ta cũng có ăn các bạn nhá, chứ không phải là người ta hoàn toàn không ăn đâu. Họ có ăn đấy. Ở góc đằng kia có hai cây hồng rất là sai thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ quay cho mọi người xem một chút nhá. Đây, cái mảnh vườn nhà bác này có hai cây hồng rất là to này, rất là to và sai quả. Thì mình sẽ ra mình quay sát cho mọi người xem. Đứng ở xa đây thì quay nó không được nét. Đây mọi người có thể thấy này, ở bên này thì cây cối hoa quả nhiều khi nhá, nhiều chỗ thì họ có thể là trồng và lấy bóng mát thôi, chứ họ không có ăn cái thành quả đâu. Cây này thì quả cũng sai nhưng mà hơi nhỏ. Hôm nay thì mình quay nó cũng không được sáng cho lắm ý. Thời tiết hôm nay thì hơi âm u. Đây, khi nào mà quả nó chín thì chim và quạ nó sẽ vào nó mổ và sẽ rụng xuống đất thôi. Cây kia thì mình sẽ ra cây kia. Cây kia cũng sai kìa. Ngày xưa nó là một cái khu vực chiến tranh, di tích chiến tranh các bạn. Đây này, họ có ghi một cái biển đây này. Thì thật ra thì mình cũng không có hiểu, và mình nghĩ là một cái di tích thôi, gọi là một cái di tích chiến tranh ngày xưa thôi.
có một cây hồng đằng sau này. Ở đây thì mình thấy mọi người cũng hay thường mang nước ra đây để thờ ấy, thờ hoặc là tưởng niệm gì đó. Ở đây cái như vậy. Mình sẽ quay cho mọi người xem cây hồng này là chính thôi. Chắc chắn là khu vực này thì mình nghĩ là không ai dám vào để hái để ăn rồi. Cây hồng này thì quả nó hình gọi là thon thon dài dài, giống y như quả hồng ngâm ở bên mình. Còn nhiều cây khác thì nó sẽ là quả hình tròn tròn bẹt bẹt cơ. Mọi người thấy có sai không? Kinh khủng luôn. Nhưng mà không có ai dám vào hái đâu. Đây là khu di tích đây, ngày xưa quân đội Nhật Bản. Chắc là khu này là một cái khu doanh trại quân đội ngày xưa đấy, mình cứ hiểu nôm na như vậy. Còn đây là vườn rau khoai lang này. Đúng rau khoai lang rồi, bên này thì họ không ăn lá rau khoai lang đâu. Họ chỉ ăn củ thôi. Ở phía bên kia đường là một quán cà phê mọi người ạ. Nhìn như vậy thôi nó chính là một cái quán cà phê đấy. Chung là mùa này nếu mà các bạn sang Nhật Bản ấy thì các vùng nông thôn thì hầu như là các bạn đi đâu cũng gặp cây hồng thôi. Mình đi xung quanh chỗ nhà mình một lúc thôi mà cũng gặp rất là nhiều cây hồng nhá. Ở phía chỗ này cũng có một cây này thì mình sẽ dừng lại và mình quay cho mọi người xem. Cây này chắc là được một bác nông dân nào đó bác ấy trồng rồi. Đây, mọi người có thể xem này. Quả sai chiếu luôn. Cây này thì quả vẫn còn xanh lắm, chưa chín đâu. Đấy thì thật ra thì cây hồng này các bạn ạ, không phải là cây nào cũng ngọt, không phải là quả nào cũng ngọt đâu. Có nhiều quả cực kỳ là chát. Ngày xưa cái thời mà mình còn đi du học ấy, hồi mới sang cũng theo anh em bạn bè là cũng đi hái trộm hồng 1-2 lần. Đấy. Thật ra là cũng có đi hái trộm 1-2 lần, nhưng mà hồi đó thì hái ở cái vườn ở gần ký túc chỗ mình sinh sống ấy. Hái vài quả ăn, nhưng mà thật ra thì có quả rất là ngọt và có quả đấy rất là chát. Rồi các bạn ơi, thì tiếp đây thì mình sẽ chia sẻ một chút về các cái lý do mà người Nhật Bản họ ít ăn nhá, họ ít ăn hoa quả tự trồng. Đấy thì cũng có nhiều bạn có nói là họ không có ăn hoa quả tự trồng, nhưng mà thật ra thì họ có ăn nhá. Cái cây hồng gần nhà mình ấy thì thường thường là họ sẽ khi mà quả hồng nó chín ấy, thì họ vẫn thu hoạch nhá, họ vẫn thu hoạch về để họ ăn ấy. Thật ra thì người Nhật Bản thì họ rất là cẩn thận, rất là kỹ càng về cái vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm ấy. Thì những cái loại hoa quả mà chưa được kiểm định kiểm chứng như thế này thì họ cũng có ít dám ăn, gọi là họ ít dám ăn ấy. Và họ thường là sẽ đến siêu thị và họ mua hoa quả siêu thị họ ăn. Đấy. Và một cái lý do nữa chính là họ sợ bị nhiễm phóng xạ ấy. Chiến tranh cũng qua khá là lâu rồi đúng không? Thế nhưng mà người Nhật Bản họ vẫn sợ các cái cây này bị nhiễm phóng xạ. Nhưng mà mình thắc mắc đó chính là hoa quả thì họ sợ bị nhiễm, nhưng mà lúa gạo họ trồng được thì họ vẫn ăn bình thường. Đấy, nếu mà bị nhiễm phóng xạ thì ngoài hoa quả ra lại thì còn có lúa gạo và rau đúng không? Rau củ đúng không? Cũng đều là trồng từ đất mà lên cả. Thế nhưng mà tại sao mà hoa quả họ lại sợ, còn rau củ quả, lúa gạo thì họ lại ăn? Ngoài ra thì cũng có nhiều bạn có hỏi là tại sao mà họ không có hái để họ bán đúng không? Ở Nhật Bản ấy, khi mà muốn buôn bán cái gì đó thì đều phải đăng ký giấy phép kinh doanh, và khi mà bán được tiền thì lại phải trích một khoản ra để trả tiền thuế cho nhà nước. Đấy, phải đóng thuế cho nhà nước. Thế nên là bán được mấy quả hồng này không biết là lời lãi được bao nhiêu, nhưng mà lại mất cái thời gian là xin giấy phép kinh doanh này, rồi lại tính toán xem là lãi lời bao nhiêu để trích một khoản ra để đóng thuế. Nhiều người thì họ cũng ngại, bởi vì là thủ tục nó lằng nhằng ấy, nhiều người cũng ngại và họ cũng không muốn làm. Thế nên là cứ để cho nó chín và cho chim cho quạ ăn, hoặc là nó sẽ rụng xuống đất ấy. Và ngoài ra có một cái lý do nữa chính là những cây hồng này thì thường là trồng ở vùng nông thôn, và vùng nông thôn thì lại có những người già, người cao tuổi họ sinh sống ấy, và nhiều khi mà họ có muốn hái, gọi là họ muốn hái, họ muốn chảy xuống để ăn ấy, thế nhưng mà
họ cao quá họ không có thể nào mà tự hái được. Thì họ cũng có thể là bỏ không cho nó chín và nó rụng thôi. Mọi người nhìn rất là phí đúng không? Đấy, ở bên này thì cây cối hoa quả mọc đầy đường luôn nhưng mà cũng không có ai hái đâu. Và đặc biệt đó chính là người Nhật Bản ấy, khi mà cây cối hoa quả hay là đồ vật không phải của họ thì họ cũng không có sờ vào, không có động vào đâu. Thế nên là cũng không có xảy ra cái tình trạng là mất trộm mất cắp. Rồi ok, có khi mình sẽ đi đến một cái nơi khác để quay cho mọi người xem thêm về cuộc sống vùng nông thôn ở Nhật Bản nhé. Ở đây có một cây cam này. Cây cam này thì mình thấy là quả chín thì họ cũng để cho nó rụng xuống thôi chứ họ không có hái. À, những bạn nào mà về vùng ở nông thôn sinh sống làm việc ấy thì cái khung cảnh nông thôn ở Nhật Bản này thì mình nghĩ là hầu như ở đâu nó cũng gần giống nhau thôi. Cây cối hoa quả tự nhiên rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi ra phía cánh đồng. Ở phía đằng đồng bên kia có một cái cây hồng nữa. À đây, ruộng lúa đây. Thì hôm trước mình quay cho mọi người xem ấy thì trước khi gặt họ cũng bơm nước rất là nhiều đúng không? Thế nhưng mà khi mà chuẩn bị gặt đi thì họ sẽ tháo hết nước để cho ruộng nó khô, nó cạn. Và họ sẽ gặt bằng máy. Ở cái vùng nông thôn đây thì không khí nó trong lành thôi, còn thật ra thì cũng rất là buồn, không có nhộn nhịp tấp lập được. Mình sẽ ra cây hồng kia nhá. Hôm nay thời tiết cũng trở lạnh rồi, thế nên là cũng không thấy ai ra đồng làm việc cả. Nếu mà gặp người thì mình sẽ quay video nói chuyện một chút, nhưng mà lại rất tiếc là không gặp ai cả. Đây, cây hồng đây. Thì mình sẽ dựng con xe ở đây đã, sau đó thì mình sẽ quay cho mọi người xem này. Ở bên này thì đường đi này, đường đi thì gọi là đường đồng nhá. Đường đồng thì họ cũng đã trải nhựa nhá. Chắc là hôm qua có cái máy cấy máy gặt nào nó đi qua đây thì đường rất là bẩn này. Còn đúng ra là họ đã trải nhựa tận bờ ruộng luôn. Đây, cây hồng đây. Mình sẽ vào mình quay sát cho mọi người theo dõi. Cây hồng này thì nằm ở khu vực bên bờ ruộng, không biết là cây hồng của ai. Nhưng mà mình thấy rất là lâu rồi. Và hầu như là năm nào quả cũng rất là sai luôn. Bởi vì chắc là mình nghĩ là ở bờ ruộng thì đất đai màu mỡ ấy. Quả này chắc là mình nghĩ là ngọt này. Quả hồng kiểu bẹt bẹt tròn tròn thế này ấy, chắc là ngọt thôi. Cái quả mà dài dài vừa nãy mình quay ấy, thì chắc là nó không ngọt đâu. Bởi vì ngày xưa mình cũng đã từng thử rồi. Còn quả này rất là ngọt này. Quả này chưa chín này. Quả chín thì nó sẽ có màu như thế này. Đây, màu vàng tươi luôn. Màu vàng tươi. Còn cái quả đó đỏ này là quả chín quá rồi, chín nhừ rồi. Đây, mọi người có thể xem nhé. Cây mọc bên bờ ruộng luôn, không có ai hái cả. Sống ở bên này cũng mấy năm rồi thì mình thấy là cái cuộc sống ở Nhật Bản này nó cứ lòng vòng như vậy thôi. Cứ xuân hạ thu đông thì nó sẽ lặp lại như vậy thôi. Bởi vì là Nhật Bản này thì gọi là họ phát triển đến một cái mức, gọi là một cái mức độ quy định rồi. Không giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình thì trong vòng một vài năm thì sẽ thay đổi rất là nhiều đúng không? Còn Nhật Bản này thì họ đã thay đổi đến cái mức gọi là, nói nào nhỉ? Họ đã thay đổi đến một cái mức gọi là đỉnh cao rồi. Không thể nào khác được nữa rồi. Thế nên là cuộc sống rồi khung cảnh của họ trong vòng bao nhiêu năm nữa thì mình nghĩ là chỉ như vậy thôi. Còn bên Việt Nam mình, nếu mà sau vòng một vài năm đường xá, nhà cửa sẽ thay đổi đúng không? Còn ở bên này thì mình thấy là có thay đổi nhưng mà gọi là thay đổi một chút ít thôi, còn cứ xuân hạ thu đông năm nào qua năm đó, mỗi mùa sẽ có một cái đặc sản riêng, năm nào cũng vậy. Rồi ok, có khi mình cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người nhé. Bạn nào mà muốn xem cái gì có thể là bình luận cho mình biết thì mình sẽ đi quay cho mọi người cùng theo dõi.
giờ mình cũng đi về nhà đây. Chào các bạn nhé.